Chào cả nhà nha, đằng kia chính là cầu Hiền Lương và đây là vĩ tuyến 17. Vĩ tuyến 17 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết lấy vĩ tuyến 17, tức là vĩ tuyến 17 độ Bắc, dọc sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị, làm phân định giới tuyến quân sự Bắc Nam tạm thời cho Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956. Đến năm 1956, quy chế hoạt động tại giới tuyến được đưa ra dưới sự giám sát của Ủy ban quốc tế bao gồm Ba Lan, Canada và Ấn Độ. Đây là khu phi quân sự rộng 1,6 km, tức là một dặm Anh, về mỗi phía tính từ bờ sông Bến Hải, bắt đầu từ biên giới Việt Nam, Lào cho đến bờ Biển Đông. Cũng từ đó, dòng sông Bến Hải chạy dọc vĩ tuyến 17, nơi được chia cắt đất nước Việt Nam trong suốt hơn 20 năm chiến tranh Việt Nam. Thôi nhưng mà thôi đi được rồi, đây là cái cầu mới, người ta xây cầu mới nè, ai cũng sẽ đi cầu mới, còn cái cầu bên kế bên mới là để mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây vĩ tuyến 17, đây là cái cầu cũ nè, đây là cầu mới, người ta đi cầu mới, không có đi qua cái cầu này nha các bạn. Đây mình đang đứng ở đây, hai hàng rào nữa nè. Đây là mơ ước của mình đã được đến đây à, là cuối cùng mình cũng được đến vĩ tuyến 17 quan trọng này rồi nha. Đằng kia có cái đài tưởng niệm hả? Khu này bây giờ là giống như là nó xe công viên rồi, không có đường đi, không có vô nha mọi người. Quá, bây giờ hiện tại là đang chắc là 16 độ á, mình đang là 1 giờ trưa luôn á. Anh em chơi tóc đâu đây đó, giờ người thấy rõ, bây giờ mình đang tiến lên cái cầu lịch sử. lạnh quá. Thì có các bạn thấy cột cờ không? Đó bên kia là miền Bắc, là bên kia mình đang đứng, hiện tại vẫn đang đứng ở miền Nam. Cái cột cờ vẫn nằm ở đó nha. Hiện tại thì mình thấy cái cầu đã rào lại rồi. Không ơi, nhưng mà mình vẫn sẽ đi lên cầu nha. Rào này là rào là không có cho xe lên thôi, chứ người đi bộ vô đây hiện tại đang rất là lạnh nha mọi người, mình đánh bóng cạp luôn. Ai, mình đang tiến lên cầu. Đây, tiến lên cầu luôn, sông Bến Hải. Lạnh quá. Đây, nó vẫn y như vậy nha mọi người. Hả? Playcam hả? Hồ gió lạnh quá anh ơi. Mình ghi nhận cái gió vướng lên cầu cho mọi người. Vẫn là mấy thanh gỗ này nha mọi người, mấy thanh gỗ này luôn. Ồ, cuối cùng thì mình cũng đã có mặt ở ok đi quên ơi yeah. Cầu Hiền Lương hả? À, xin lỗi nha, mình không nhớ, mình sao mình nói nhầm đây, cầu Hiền Lương. Cuối cùng mình cũng được đặt chân lên cầu Hiền Lương rồi. Rồi nói đi nè. Cuối cùng thì mình cũng đã có mặt ở cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Đây là vĩ tuyến 17 rất là quan trọng. Để nghe nói thì nhiều lắm thiệt luôn, nhưng mà đây là đầu tiên mình đặt chân đến. Đây là họ còn giữ nguyên nha, họ giữ nguyên, không có cho rõ ràng luôn, các bạn thấy đằng kia hai màu, bên màu xanh bên màu vàng để phân định vị trí 17. Cuối cùng mình có mặt ở đây rồi, các nhà ơi, nhớ bấm theo dõi mình nha, mình sẽ có nhiều video clip hay hơn nữa.